Xin chào mọi người, mình là Đông đây. Trước mặt chúng ta đây là sáu con sao cạc, chuyên mục đích dùng để live stream và thu âm. Thì hôm nay sau mình sẽ gửi đến cho các bạn một cái nhìn tổng quan về những cái sao cạc này, và để cho các bạn có thể lựa chọn được cái sao cạc nào phù hợp với chính bản thân của mình để thu âm với chất lượng tốt nhất và trong tầm giá tiền của chúng ta. Đầu tiên, đây là sao cạc V10. Con sao cạc này nó thiết kế với mục đích là portable, tức là các bạn có thể cắm vào và hát được luôn. Với thiết kế nó vuông vắn, cầm khá là đầm tay, và cái thân của nó là bằng nhựa. Ở đây chúng ta sẽ có thấy rất nhiều cổng cắm kết nối, cổng tai nghe, đấy, cổng lấy nhạc, line 1, line 2, tức là hai cổng để live stream luôn. Mic condenser, dây kết nối máy tính, cổng sạc. Ở trong viên này nó có một cái nổi trội hơn tất cả những sao cạc này, đó là tích hợp pin bên trong. Đây, mình đã bật lên cho các bạn xem. Và trên này có một số cái nút để hiệu chỉnh các hiệu ứng âm thanh khi livestream. Ngoài ra nó còn có một cái remote để chúng ta có thể điều khiển từ xa, không phải lại ấn cần sao cạc. Mức giá của con này thì là rẻ nhất trong những sao cạc này, nhưng lại có nhiều tính năng và hay ho. Thứ hai đó là sao cạc K10. Các bạn nghe cái con này rất là nhiều rồi không ạ? Con này nó là con dòng sao cạc lâu đời mà rất nhiều anh em tin tưởng lựa chọn khi mà để live stream và thu âm. Mức giá của con này nó cao hơn K10, V10 một chút, nhưng mà chất lượng âm thanh của K10 thứ nhất là hay hơn, tiếng đi vừa sạch hơn, và đặc biệt nó kết nối được với máy tính để hát bằng phần mềm thu âm chuyên nghiệp. K10 này nếu các bạn mua hàng tốt thì sẽ không bị sôi rè, còn nếu các bạn mua hàng thường thì nó bị rè, hát khá là dở. Giữa K10 và V10 thì mục đích nếu các bạn hát không kết nối với máy tính thì hát bằng con V10 này, còn nếu các bạn kết nối với máy tính để hát thu âm online stream nghiêm túc thì lấy con K10 này, chất lượng sẽ hơn hẳn. Tiếp theo đó là con sao cạc P10. Các bạn thấy chữ P10 không? Mình sẽ lên nét cái máy. Sao cạc P10 này đó là cũng đến từ hãng XX. Ở đây các bạn có thấy tem chống hàng giả của hãng này. Nó không có một nút chỉnh volume nào cả bên cạnh cả, bởi vì nó thiết kế chuyên để hát live bằng máy tính. Nó sẽ kết nối tất cả các phần mềm trên nó thì phải cài driver trên máy tính, phải thiết lập trên máy tính. Và khả năng kết nối của bên máy tính của nó tốt hơn K10 một chút, bởi vì nó thiết kế ở bên trong nó có một cái ICO riêng của hãng thiết kế để kết nối với phần mềm thu âm chuyên nghiệp. Con này nếu các bạn có máy tính thì hát được, còn nếu mà không có máy tính thì không hát được. Tiếp theo đó là sao cạc HS5000 Pro. Đây là một dòng sao cạc nổi tiếng về autotune. Khi các bạn giọng hát của bạn mà muốn bay bổng, đặc biệt hòa vào trong những bản nhạc remix thì dòng sao cạc HS5000 này hỗ trợ rất tốt cho các bạn. Ngoài khả năng đó, nó còn có khả năng làm béo giọng chúng ta, giả giọng người già em bé. Chất lượng âm thanh thì rất là tốt. Ngoài ra nó còn có thể điều chỉnh được độ vang, reverb nhiều hay ít tùy theo của chúng ta. Và cái nó làm bằng kim loại nên cầm rất là nặng, đầm tay. Tiếp theo là sao cạc Icon Pop Pro. Đây là dòng sao cạc livestream. Nó không tích hợp autotune sẵn trong này, nhưng mà có thể kết hợp với phần mềm trên máy tính để tạo autotune cho nó, giống như con K10, nhưng mà nó có nhiều cổng kết nối hơn. Như ở đây có hai cổng XLR, có một cổng cho guitar, hai cổng tai nghe, cổng lấy nhạc đó, với hai cổng layout left right và cổng stereo out. Đối với Icon Pop Pro là một cái dòng sao cạc, nếu các bạn cần nhiều cái hiệu ứng kết nối hơn
nhiều hiệu ứng reverb sẵn trên sao cạc hơn, hoặc là các bạn cần cần một cái sao cạc nhìn cho nó chuyên nghiệp thì các bạn có thể lựa chọn Icon Rubox Pro. Nó còn tích hợp cả nguồn phantom nữa. Thì vậy thì mình sẽ đưa ra những cái ưu nhược điểm của những con này rồi, thì các bạn lựa chọn những con sao cạc nào để mình hát cho nó phù hợp. Đầu tiên, nếu các bạn mà cần đi mà không cần dây dọ lằng nhằng nhiều mà nhu cầu chất lượng âm thanh không cần kết nối với máy tính thì lấy con này. Nó sao cạc giá cả phải chăng mà hát cũng khá là ok. Đấy. Nếu tài chính các bạn không nhiều mà các bạn cần một chất lượng âm thanh tốt thì các bạn lựa chọn K10 cho chất lượng âm thanh reverb rất tốt, hoặc có thể kết nối với máy tính tạo thêm auto tune cho con nó. Còn P10 cũng vậy, nó đặc thù là phải kết nối với máy tính mới hát được, và cái ICO của nó rất tốt cho nên chúng ta hát không bị trễ tiếng chút nào hết, kể cả máy tính của chúng ta yếu đi nữa. H5000 Pro là một sao cạc tích hợp auto tune sẵn bên trong, có thể hiệu ứng giả giọng người già em bé với 12 cây chỉnh tông trên này, phù hợp bạn nào hát nhạc trẻ, nhạc remix. Icon Bass Pro là bản nâng cấp cao, mình đánh giá nó cao hơn K10 do nó có nhiều cổng kết nối hơn và chất lượng âm thanh của nó rất là tốt. Ngoài ra, để có một bộ stream hay thì chúng ta cần phải kết hợp giữa mic hay và sao cạc rồi dây like các kiểu là phải tốt để chúng ta có một cái bộ âm thanh hoàn chỉnh. Toàn bộ sản phẩm mình giới thiệu đây để được các audio phân phối và bảo hành 1 năm cho các bạn. Nếu các bạn có thắc mắc gì thì các bạn comment phía bên dưới hoặc PM trực tiếp cho shop qua số điện thoại 0963032279, website capaudio.com. Bên mình có thể tư vấn trực tiếp cho các bạn. Chúc các bạn sức khỏe và đạt nhiều thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn có một bộ mic thu âm tốt để livestream vui vẻ cùng bạn bè. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.